Dịch tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng và bùng phát mạnh ở một số tỉnh khu vực Nam Trung Bộ. Trong đó thì Quảng Ngãi đang là địa phương có số lượng ca nhập viện điều trị cao bất thường so với nhiều năm. Khi mà từ đầu năm cho tới nay thì ngành y tế tỉnh này đã ghi nhận tới gần 600 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Còn riêng bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi thì mỗi ngày tiếp nhận từ 12 đến 15 ca. Hiện khoa nhi nhiệt đới bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi đang điều trị 50 bệnh nhi. Trong đó, 50% bệnh nặng, số bệnh nhân tăng cao khiến khoa trong tình trạng quá tải. Theo các bác sĩ, hầu hết các ca bệnh được chỉ định điều trị nội trú là những ca ở mức độ nặng có nguy cơ biến chứng xấu. Khoa nhi có 50 giường bệnh nhưng trong những ngày qua phải điều trị nội trú cho trên 80 bệnh nhi, trong đó có trên 2/3 là những trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận có gần 600 trẻ mắc tay chân miệng, tăng hơn 163 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Dự báo từ nay đến cuối năm, bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn diễn biến phức tạp gây khó khăn trong công tác phòng chống và điều trị bệnh. Ngoài Quảng Ngãi, thì dịch bệnh tay chân miệng cũng đang có dấu hiệu gia tăng ở Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên.